Rồi, mình chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng nông nguy cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn Ây Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em bộ phát điện 3 kg nha, của Nhật luôn, nguyên bộ cơm lê luôn nè. Thì nó kéo cái đầu nổ là RK70, kéo củ phát điện 3 kg của Nhật, nguyên bộ của Nhật nhập về nha anh em. Rồi để em quay chi tiết cho anh em xem. RK70 6.4 bê tua 2200 tua Osaka Gia Băng nha. Cái con này nó vừa đời vừa quay nha anh em. Đây, nó vừa đời được nha, nó vừa quay được luôn, có hệ thống sạc được luôn nè. Đây là cái nút đời nha, một lát em sẽ khởi động máy cho anh em xem. Để em quay toàn diện cái máy, một vòng cái máy cho anh em xem nha. Rồi em sẽ đi từ chi tiết luôn. Con này anh em về xài gia đình đồ lợi dầu lắm nha, im im ái. Anh em nào mua thì em bỏ cái bình vô cho anh em luôn nha, bình mới luôn. Đây là đây demo rin nguyên bộ nha, Kubota luôn nè, 3 kva nè, 50 hz nè, Maje India băng nè. Đây Kubota luôn, là nguyên bộ cơm lê là nó theo máy luôn nha, 220 V. Đời được mà quay cũng được nha anh em. Con này thì một bộ như vậy là 20 triệu nha anh em. 20 triệu nha, có giá 20 triệu là bình mới nha, không bao phí ship nha. Tiền ship là mấy anh em gửi bưu điện mấy anh em chịu nha. Còn hỏi bao ship là 21 triệu bao ship cho anh em, còn 20 triệu là không bao ship nha. Bình mới, tay quay đầy đủ. Đó, giờ anh em chỉ có việc thay nhớt vô là chạy thôi. À, để em để cái bình cũ cho em đầy nổ test cho anh em xem. Anh em nào mua thì em sẽ lắp bình mới nha. Rồi em để cái bình cũ vô em nổ cho anh em xem nha. Anh em nào lấy thì em để cái bình mới. Tại cái bình này không phải của nó nữa, bình của nó xài có 40 rồi. Bình này bình 50 ampe. Nó xài bình rất là nhỏ luôn. Đây thì anh em trước khi nổ mấy anh em lên ga nha. Đó, đây là cái nút đề nè, để em đề thử cái nổ cho anh em xem nghe nè. Lỏng cục bình, lên 220 rồi nha anh em.
để em đề nấu lại cho anh em nghe. Lỏng cục bình, bình này gá vô chưa xiết lỏng. Rồi anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại 0913948706 nha. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng 50 cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương. 277 Hùng Vương, thị trấn Ây Gia, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Thì cái bộ này em có đã báo giá nãy nha, 20 triệu nha. Bình mới, không bao ship, 21 triệu là bao ship nha. Rồi anh em được thì mua có thể liên hệ nha. Hoặc là kết bạn Zalo, đường Zalo em có để dưới phần mô tả nha anh em. Em xin chào tạm biệt mấy anh em.